mặt cho đất như thể là chẳng có cách nào xa. Có những người cùng chung chí hướng không quan trọng kẻ về nhất về ba. Có đam mê mà tao chia sẻ thì hai và mẹ cũng chẳng hề la. Nơi luôn có những kẻ ganh ghét, có những người chọn cách bên tao. Lúa chín thì lại cúi đầu nên tao cũng chẳng cần ngước lên cao. Tao chẳng muốn làm mình hơn ai, chỉ mong sớm mai tim còn đang thở. Chả có con hẻm này ống kim tim, chỉ có giấc mơ vẫn còn dang dở. 5 giờ sáng ai cũng tất bật chân bước ra đường tìm kế sinh nhai. Nay có 8 tiếng họ vẫn nói cười nhưng ở trong lòng chẳng dám tin ai. Xã hội đồng tiền cầm quyền con gói, mấy thằng có gốc không hách khoanh tay. Nên những ước mơ được cho là bỏ khó mà bày tỏ một cách công khai. Có thằng đàn ông vừa 16 cuộc đời đảo lộn đến mức hoang mang. Có lời phán xét thằng nhóc bỏ học tương lai đất nát một cách tan hoang. Có những hóa đơn thanh toán quá hạn dò nét và ném vào gốc lan can. Quá nhiều kỳ vọng đặt vào thằng nhóc vẫn còn chưa biết trọng trách đang mang. Thế nên là được qua những ngày tháng bên nỗi đau niềm vui nước mắt trên chặng hành trình lớn lên. Ta cũng chẳng thể trưởng thành sớm hơn. Bánh xe thời gian sẽ còn nhắc lại hết những chuyện buồn đáng quên. Chẳng thể nào quên được qua những ngày tháng bên. Còn nhiều điều mà tao chưa biết trên chặng hành trình lớn lên. Tao cũng chẳng rõ được trước tương lai. Thôi cười cho ngày mới đến, chân cứ chạy không dừng lại dù chẳng người nào kế bên. Nếu cuộc đời tao chẳng hề viên mãn, nếu những nỗi sợ vẫn còn miên man, tao vẫn sẽ mang trong mình nhịp điệu cái nơi sức bản đi qua Long An. Ngày tuổi trẻ chưa màng miếng ăn thì làm một lần sao cho thỏa đáng. Tao cá là mẹ tao sẽ tự hào khi thấy con trai cầm mai tỏa sáng. Dù đường này có dài hay ngắn thì tao vẫn cứ ngẩng mặt lên thôi. Tao đâu muốn mai này tiền một đống mà chẳng có nổi nụ cười trên môi. Những người bạn vẫn còn sát vai động viên bước đi nếu như có thể. Chỉ vì thời gian chẳng chờ một ai, cứ làm ngay đi trước khi quá trễ. Đứt qua dài đường đầy sỏi đá, nó chỉ khiến tao dựng chắc tay ga. Những bước đầu đời chỉ toàn vấp ngã mà hôm nay đã đủ sức bay xa. Tao vẫn ra một cách điên loạn, đơn giản thỏa mãn cơn nghiện trong tao. Tao thà chỉ là một ngôi sao quyển còn hơn là cá nằm lì trong ao. Khi mọi thứ đều có giới hạn thì tao không biết nó sẽ còn bao lâu. Khi còn những người bên cạnh thì tao chắc chắn mình sẽ không sao đâu. Nắm hy vọng trong tay, năm hay 10 năm cũng không hề dài. Tay vẫn viết bắt beat on my đã 62 lên trên đời bay. Đức Hòa cùng với những niềm khát khao, sự thất bại và không nỗ lực là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đường dài mới biết ngựa hay nên tao không ngại làm người đến sau. Dù phía trước bơ bơ bảo đạn, sau lưng có quá nhiều người ghét tao, mày sẽ vẫn phải còn ghét tao. Đức Hòa cùng với những niềm đam mê, phải tỏ sáng làm sao cho đáng mặc kệ tất cả những lời than chê. Cảm ơn đến những người ở bên và kẻ hại ta chẳng phương ngàn kế. Vẫn là cây ông đi sát vai City Chu Ru cùng qua màn mới. Đức Hòa cùng với những niềm khát khao, sự thất bại và không nỗ lực khác nhau. Đường dài mới biết ngựa hay nên tao không ngại làm người đến sau. Dù phía trước bơ bơm bảo đạn, sau lưng có quá nhiều người ghét tao. Cạnh bên những lần vấp ngã, cảm ơn tất cả người tao yêu. Con không biết lỗi lầm gây ra cái giá phải trả là bao nhiêu. Còn có khát vọng trong tay nuôi dưỡng đam mê sau một ngày dài. Vẫn cầm viết bật beat on my đặt 62 lên trên đài bay. Và đây là cây U đi đến từ Đức Hòa Long An. Sau đến OC, Maya, HK, Cu Đạt và tất cả anh em rap Long An. Sau đó đến việc hip hop. Vòng 2, việc hip hop contest 2. Và đây là KOD.